Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Du lịch Đắk Lắk tăng trưởng cả về lượng khách và doanh thu. Biến sơm mướp thành sản phẩm xuất khẩu. Huyện Buôn Đôn hỗ trợ phát triển các mô hình khởi nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. 9 tháng năm 2024, lĩnh vực du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk khi tăng trưởng cả về lượng khách và doanh thu. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng năm 2024, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 1.185.000 lượt, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, du khách trong nước hơn 1.156.000 lượt, tăng 15%, khách quốc tế hơn 28.000 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 970 tỷ đồng, tăng 19,02% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 102,1% kế hoạch cả năm 2024. Đắk Lắk đặt ra mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách đến tham quan du lịch trong năm 2024. Tỉnh đã và đang có nhiều chính sách thúc đẩy du lịch dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương, từ đó tạo nên sức hút với du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp kích cầu du lịch gắn với chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, phối hợp quảng bá, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh các điểm đến du lịch tại địa phương hiệu quả, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk vừa báo cáo Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cho biết, từ năm 2020 đến năm 2023, đơn vị được bố trí hơn 327 tỷ đồng để sửa chữa đường bộ, giá trị hoàn thành các công trình hơn 320 tỷ đồng. Trong đó, nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu hơn 215 tỷ đồng, còn lại của địa phương. Nguồn kinh phí sử dụng phần lớn cho hoạt động sửa chữa định kỳ. Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk cũng nêu những khó khăn, những chỉ tiêu nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường tỉnh, đường huyện, đường xã còn thấp. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện Krông Năng. Đến nay, toàn huyện đạt 148 trên 209 tiêu chí, bình quân 13,45 tiêu chí trên xã, xác định thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế hiệu quả sẽ là tiền đề để hoàn thành nông thôn mới. Huyện đã triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác nhằm góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, huyện tập trung phát triển 4 cây trồng chủ lực là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Chú trọng trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ người dân sản xuất kết hợp bảo tồn tài nguyên và an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Cùng với đó, huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu điều trị cho một bệnh nhân bị sốc, chân bị hoại tử vì rắn cắn nhưng chữa trị chỗ thầy lang. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, chiều 5 tháng 10, bệnh nhân đang làm rẫy thì bị rắn cắn ở chân phải. Bệnh nhân được người nhà đưa vào trung tâm y tế huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, trong khi đang chờ các bác sĩ lấy máu xét nghiệm, bệnh nhân được người nhà của bệnh nhân giường kế bên chỉ tới địa chỉ nhà thầy lang chuyên chữa trị rắn cắn ở huyện Chư Rút, tỉnh Đắk Nông, nên đã tới chỗ thầy lang chữa trị. Thầy lang cho bệnh nhân uống thuốc lá không rõ loại, xông chân và dùng dụng cụ xử lý vết thương. Khi uống thuốc lá, bệnh nhân nôn ói và tiêu chảy, chân đau nhức, người mệt mỏi. Chữa trị tới đêm thứ tư thì ngất xỉu và được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng sốc, nhiễm trùng, huyết áp và mạch không đo được, suy đa tạng, rối loạn đông máu, hoại tử chân. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, tiêm huyết thanh kháng độc rắn và xử lý vết thương hoại tử ở chân. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt. Đắk Lắk đang chuẩn bị bước vào mùa vụ thu hoạch cà phê,
Do đó, người dân cần hết sức thận trọng để không bị rắn cắn. Khi bị rắn cắn, người dân không tự ý chữa trị hay nhờ thầy lang vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững, anh Nguyễn Phú Tùng ở phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột đã biến sơ mướp, một thứ được xem là phế phẩm nông nghiệp, thành những vật dụng hữu ích. Từ nỗi trăn trở về vấn nạn ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa và mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào sẵn có từ cây mướp, năm 2023, anh Nguyễn Phú Tùng cùng các cộng sự đã xây dựng vùng nguyên liệu, nghiên cứu sản xuất các vật dụng từ sơ mướp. Đó là các sản phẩm phục vụ trong nhà bếp như tấm lót nồi, lót ly, miếng nhấc nồi, miếng rửa chén, cây rửa ly. Các dụng cụ trong nhà tắm như cây kỳ lân, đai kỳ lân, túi nhựa xà phòng, bông tắm. Mỗi tháng anh Tùng bán được khoảng 100 đến 200 ngàn sản phẩm. Hiện tại thì tôi có khoảng gần 50 sản phẩm, gần 40 sản phẩm. Thì thị trường tiêu thụ hiện tại bây giờ là ở thị trường của Pháp, Hồng Kông và cũng các cái bạn bè quốc tế cũng như Mỹ, Canada, rồi Nhật, Bản, Hàn Quốc cũng đã về thăm vùng nguyên liệu, thăm công ty để cùng nhau hợp tác. Các sản phẩm từ sơ mướp của anh Nguyễn Phú Tùng chủ yếu sản xuất thủ công. Mướp khi thu hoạch sẽ được ngâm, rửa qua nước 3 lần để bóc ra lớp sơ sạch. Sau đó, sơ mướp được phơi khô và ép lại để làm nguyên liệu. Công nhân cắt, may theo khuôn mẫu để cho ra sản phẩm hoàn thiện. Tất cả mẫu mã sản phẩm đều do chính những nhân viên trong công ty sáng tạo. Ngoài các vật dụng hàng ngày, anh Tùng và các cộng sự đã nghiên cứu tạo ra hàng loạt các sản phẩm khác độc đáo như mũ, túi xách, ví cầm tay, dép từ sơ mướp. Định hướng là sẽ cho các bạn là thoải mái sáng tạo về những cái sản phẩm yêu thích của từng người. Mọi người sẽ tự nghĩ ra cái mẫu mã của mình và tự làm cho mọi người thoải mái về tinh thần, tự sáng tạo ra rất là nhiều mẫu mã rất là hay và đẹp. Thông từ sơ mướp thì nó sẽ bảo vệ an toàn thiên nhiên hơn, bảo vệ môi trường hơn, thân thiện môi trường, nó không gây độc hại với môi trường. Để bảo đảm nguyên liệu, ngoài vùng nguyên liệu của công ty, anh Nguyễn Phú Tùng còn ký hợp đồng trồng với nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búc. Hiện nay, doanh nghiệp của anh Tùng có khoảng 20 hectare trồng mướp làm nguyên liệu, trong đó có khoảng 40% diện tích liên kết với nông dân. Bên mình cung cấp ấy với công ty là 1 hectare, với lại sản lượng 1 năm là được 30.000 trái. So với bán trái non với trái mướp khô thì nó đạt hơn, kinh tế nó ổn định hơn. Song song với việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường ngày càng được thị trường ưa chuộng, dự án của anh Nguyễn Phú Tùng cũng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ từ liên kết xây dựng vùng trồng và bao tiêu thu mua nguyên liệu. Thưa quý vị và các bạn, thành lập từ năm 2020, Câu lạc bộ Khởi nghiệp Buôn Đôn đã hỗ trợ kết nối xây dựng nhiều mô hình khởi nghiệp, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, qua đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở địa phương. Những năm qua, Câu lạc bộ Khởi nghiệp huyện Buôn Đôn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường cho các thành viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, tạo sân chơi kết nối cho các đoàn viên thanh niên mong muốn khởi nghiệp. Phát triển các cái sản phẩm đã hình thành, đã có sản phẩm, đã bắt đầu có các cái giấy tờ thủ tục đầy đủ, thì phát triển là tìm kiếm thêm thị trường, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu, các cái sản phẩm liên quan tới nông nghiệp. Thì chúng tôi thường xuyên tham gia các cái hội nghị hội thảo trưng bày và bên cạnh đó là xây dựng lại toàn bộ bộ nhận diện thương hiệu cho từng sản phẩm. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã hỗ trợ cho các thành viên trong quảng bá, xúc tiến thương mại, sử dụng sản phẩm chéo, xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tham quan học tập các mô hình trong và ngoài huyện để nâng cao các kỹ năng bán hàng, thiết kế bao bì, nhãn mác. Đến nay, câu lạc bộ có trên 5 mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả, 9 sản phẩm của các thành viên câu lạc bộ được đánh giá và công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao trở lên. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái cuộc thi khởi nghiệp này, và những cái buổi trao đổi, chia sẻ, truyền cảm hứng cho thanh niên. Và 2024 là chúng tôi định hướng là có một cái kế hoạch là tổ chức một cuộc thi khởi nghiệp cho cấp trung học phổ thông, để lan tỏa cái tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên ở cấp trung học phổ thông luôn. Để việc khởi nghiệp đạt hiệu quả trong thời đại số,
huyện đoàn Buôn Đôn đã quan tâm giúp đỡ câu lạc bộ trong việc tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều phiên livestream bán hàng trên các trang thương mại điện tử, thành lập website để cung cấp thông tin của các sản phẩm đến với khách hàng. Nhờ vậy, sản phẩm của các thành viên câu lạc bộ không những được tiêu thụ trong tỉnh mà còn trên toàn quốc, doanh thu từ các sàn thương mại điện tử chiếm trên 40%. Chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động livestream để đưa lên các trang điện tử, thương mại điện tử để các sản phẩm của thanh niên Buôn Đôn sẽ tiếp tục là đưa ra các thị trường lớn. Đây là những cái định hướng trong tương lai của chúng tôi trong cái hoạt động sắp tới là như vậy. Câu lạc bộ khởi nghiệp huyện Buôn Đôn đã góp phần ươm mầm, hỗ trợ và đầu tư cho các ý tưởng và hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn, đồng thời là nơi để các thành viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.